cầu thang, lên cầu thang. Nhưng mà lên cầu thang bằng kiểu gì bây giờ? Yeah, lên tới rồi, mừng quá. Còn mình tao sống, yeah, còn mình tao sống. Quá sung sướng. Còn ủa trời, vãi kia đâu, cha nó chạy lên nhanh vậy? Vãi kia. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Vami sẽ chơi Roblox Discover Island. Thì cái game này nó làm ra cái hình, cái đồ họa khá là đẹp. Đúng rồi, đúng rõ nét luôn á. Nó lục tinh long lanh lóc, đây. Lóng lánh gì đó. Đấy, ủa, ngắm mày nghĩa, à? Tao đây, tao đang ngắm, tao đang tự ngắm mình trong gương. Mày đổi cái skin rồi, à, mày đổi cái tướng đi rồi hả? Ừ, đổi cái tướng đi hai hàng cho nó tươi trẻ, cho nó tươi trẻ, đi lông không lông không và đau lưng quá ba. Tướng đi hai hàng là tướng đi mất zin rồi đó. Đỡ hơn, đỡ hơn đi, kiểu mày mệt quá. Để coi thử. Ok, cái này thảm hại gì đây? Hiện tại bây giờ mình và thằng Barbie và những người chơi đang ở đây á, đều là đang ở trên những cái hòn đảo chết chóc. Nói chung là không có sướng ít gì đâu khi mà ở trên những cái hòn đảo này. Đã đi sister là không có gì gọi là sung sướng á, hiểu không? Chán đời quá mà. Thì cái đầu hết đó, đó. Ok, wow, cái này đồ họa sướng dễ sợ luôn á. Mấy cái ruby này đẹp mày, không biết lấy về được không nữa. Lấy về đi, lấy về chơi. Ít đất kìa, ít khoay kìa. Cái gì? Đại. Động đất hả? Khoay. Ừ, ít khoét gì đó, ít khoay đó, ít khoét gì đó. Ít khoét quả kiếm cái đội chui vô chứ đứng này té hay bà sao? Chạy vô nhà nó cu, chạy vô nhà. Ê, cái quá, cây đứng làm được. Cái cây đứng làm được chết. Ôi ôi, bảy ơi. Mất máu. Hai. Ủa? À, phải đứng lên trên mấy cái cục này mới không bị mất máu hả? Ê, đứng. Ai rồi, chết ngắt luôn rồi. Đứng lên gì vậy? Vãi. Tao chết rồi, ôi vãi. Rồi đứng lên mấy cục kiếm kiếm là nó không bị mất máu. À mấy cái cục hồi nãy mày cái đẹp đẹp lấy về chơi hả? À. Trời ơi, cái lũ đạn thiệt tình. Đi đâu, tự nhiên coi đi coi nhảy lên đây thử hóa ra đứng trên này nó không chết. Mà nhảy dưới đất nó cũng chết nữa, thiệt tình chứ. Ôi cái gì, cái động đất gì mà nó hư cấu gì? Động đất, à mất máu rồi. Cái gì? No. Ủa gì vậy, sao vẫn mất máu như thường là sao? Chết. Ok. Oh. À, sao mình lại bị chết? No, còn 7 giây nữa, cố lên đúng rồi. Trời, có hình niên chui dưới nước mày. Có hình niên lặn dưới nước sống nhăn răng luôn. Đâu lặn dưới nước đâu? À, tao thấy có hình niên đang trốn dưới nước á, sống nhăn răng luôn không bị gì hết. À mà tao không cần biết sống dưới nước hay không mà tao thắng là được rồi. Thắng rồi hả? Ồ nhỏ quá con. Quên ngắt luôn rồi. Ok, để coi bây giờ là mình sẽ đi đi dạo xung quanh cái hòn đảo. Ê, đi dạo xung quanh hòn đảo này thử cô có gì không? À. Trời, bà nó hiện cái bảng ra hết đi luôn rồi. 10 cục emerald luôn. Wow, quá dữ. Những người chết có được cộng gì không? Không, những người chết là không được cộng gì hết. Quá nhỏ luôn. Quá nhỏ luôn. Ồ, hồi nãy mày đứng sao mà mày chết gì mà nghe thảm vậy? Tao đứng lên trên cái thành của cái bục á. Tao đâu có biết đâu, tao tưởng nó đứng lên cái thành là nó đỡ rung, ai ngờ nó sụp chết ngắt luôn. Ồ, vãi. Ê, ở bên này có cái giếng nè. Ủa mà cái giếng. Ủa cái lửa, đống lửa hả? Trời ơi, cái đống lửa mà làm hình tròn y chang cái giếng luôn. Ôi trời, cái đó mà mày nhìn ra được cái giếng hay thật. Chứ sao mày, tao uống nutri food nhiều quá chứ tư tưởng bay xa. Ô vãi. Okay, vô rồi kìa. À, có thanh niên comment đi với anh Vami là chết thôi, đi với Kia cũng vậy, có khác gì đâu. Kia với Vami là thánh nhỏ mà. Ok, hiện tại bây giờ là mình đang win được 2 trận rồi đó. Đúng không? Ủa cái ổ tên có đâu mất tiêu rồi. What the hell, có mất tên. À rồi, thấy rồi. Đang win cái trận này level 1 nè. Bớt cái BD hóa sự việc lên đi nha. Ủa? Rồi, cái này là cái gì đây? Cây tsunami. Cây tsunami. Sóng thần kiếm chỗ cao, kiếm chỗ cao từ. Đi hướng nào vậy? Nhưng mà bây giờ tao đâu biết chạy hướng lên cao hướng nào đâu. Ủa có cái cây nào cao cao không? Không biết, nhưng mà hiện tại bây giờ phải chạy lên càng cao càng tốt kìa. Ủa mấy cây này nhảy lên không được. Ê đây có cầu thang nè, leo lên. Ủa, sống thần ngay trước mặt luôn kìa. Đâu? Oh man. Để bây giờ để coi thử mình đang sống thần. Ở đâu rồi, sống thần đâu, tao không thấy luôn. Chết rồi, bây giờ làm sao để mà chạy qua được. Ôi, sống thần nó cao hơn cái cây này luôn á chứ. Rồi, hay là ăn cám rồi đó. Hay là nhảy qua thử cái bên kia, coi bên kia nó có chết không. Nhảy là leo lại cực à, tao thấy cái cảnh là tao thấy nhảy không được rồi đó. Vậy thôi, cả đám chích chùm nha. Chân tao đâu có dài dữ đâu. Ủa, nhưng mà cái map này đâu có chỗ nào nhảy cao hơn đâu cu.
ai biết đâu thì đó chứ. Trời trời trời, sóng thần mà có tiếng đó kìa. Ủa phải tiếng không? Xui gì là cả đám chết chùm hết á. Ừ. Ấy hình như không tới, hình như không tới đâu cô. Ừ, cầu mong là nó không tới, cầu mong trời là nó không tới. Rồi không tới rồi, tao nghĩ là không tới rồi. Đó là tao nghĩ. Giờ mà mình đá được kia, mình đá cho nó không phát cho rớt dưới đi. Nắm tay vô đi mấy đứa, nắm tay vô đi mấy đứa. Nắm tay nhau, cùng bước bên nhau, vì một cơn sóng thần. Wow, yeah yeah, mừng quá. Gãy cây, đừng có gãy luôn cái cột nha. Hình như cái cầu thang của mình nó nối vô cây nên là chắc không sao đâu, từ từ. Anh xui mày đừng nói trước. Mừng quá, không sao. Đừng có nói trước. Ê, hên quá, yeah. Ok, hắn ơi. Trời ơi, coi chừng rớt thùng đảo chết ngắt luôn bây giờ. Ha ha. Ê, ở đây có cái hang động nè mày, xuống đây xuống. Đâu 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 đâu, có cái khe vậy. Ồ, ở trời hang động cục, ấy hang động cái quái quỷ gì tao không biết nữa. Hang động ngõ cục ở đâu đâu. Nè, ô vãi. Ồ, tao không biết đường lên luôn. Ồ, bởi vậy. Trời, cái hang đâu, cái hang ba cái lỗ ba ơi. Rớt xuống cái bãi cát cái là nghỉ chơi luôn. Khỏi lên luôn, hình như bãi cát đâu có cái cầu thang để leo lên đâu. À, ê, mày rớt xuống biển rồi mày có chết không? Tao nói chơi ngu, tao đang thắng mà. Thì rớt dữ thôi. Nhảy đi mày rớt đi. Win. Số 7 không à. Ê bây giờ tìm đường đi lên nó mới phê rồi mày không biết đường đi lên luôn nè. Đó đi hẳn lên thế nào nó cũng có cái chỗ thấp thấp để mình lên nè. Theo như kinh nghiệm của tao biết là vậy. À đúng rồi. Mày nói đúng không? Đây nè có đường lên nè. Yeah, và mình đã win được 3 trận rồi nhưng mà hình như chưa được lên được cái level đó. Không biết lên level nó có không? Khó không nữa mà thấy thanh niên này chơi cái thắng được cái 5 trận luôn mà vẫn level 1 như Phương. Thứ cáu. Ê vô shop coi thử coi ở đây có shop không? Shop hả? Ừ shop. Tại vì hiện tại giờ coi đang có 80 tiền nè. Mà coi chưa biết là trong đây nó sẽ có cái gì để hỗ trợ mình. 80 tiền nó có cái, tao có 71 tiền à. Để coi cái này là cái gì vậy? Lead to buy emerald nè cô. Mua emerald kìa. Ôi mình đang cần nhảy cao mà nhảy cao cái 2 có 950 tiền lận. Trùng mắt như vậy ta. Đây có code kìa. Mà nó biết có code không. Để tiền thử coi có code không. Coi có chữ nhập code không mà. Đó, có chỗ nhập code luôn. Rồi giờ nó bắt đầu chương trình lần kia nó sẽ send một mớ code lên cho mọi người đánh nha. Hên xui. Hên xui mày. Quan trọng là có hay không nữa chứ đâu ra mà phải có đâu ra mà nhào vô có liền được. Quan trọng là nó có hay không kìa. Ok, cái này là cái gì đây? Vẫn là cái hòn đảo đó thôi. Không, cái này là hòn đảo khác, đây là hòn đảo nhiều cây cối hơn. Và có vẻ là sẽ nhiều có chỗ leo cao hơn nè. Mà bỏ đi mày, bây giờ nói chung là tao không quan trọng nó là đảo gì, tao chỉ biết nó một kênh một thôi, hòn đảo chết chóc. Ê mày giống cái nhà Minecraft tao mày kìa, mày có cái nhà với đầu nguyên cái bãi ruộng cái bên kìa. Đâu? Đó. Ê, có cái nhà kìa. Cái bãi ruộng. À có. Có trồng trồng lúa đó. Đâu, nhà này nó phải. Thì ý là giống tao nói giống rồi, tao đâu nó là nhà của mình đâu ba. Volcanite là núi lửa. Núi lửa hả? Thôi tao núp lên đây rồi, tao núp lên chỗ cao rồi. Ủa mà cái này mày không đứng vô nhà mà mày đứng ra ngoài kia cu. Tao đứng ở trên đây nè, có cái nóc nè. Núi lửa là nó đập ở trên cái núi đập xuống không? Ủa? Có cầu thang leo lên nè. Ủa cô? Ok. Ôi vãi. Trên thôi để một cái nít này là cái gì đây? Ủa cái gì vậy? Núi lửa nó phóng ở đâu vậy? Ủa núi lửa nào từ trên trời rớt xuống kỳ vậy? Xuống vậy. Ủa sao hư cấu vậy? Trời cái này giống như ai cho cái núi lửa màu vàng đó kìa. Ôi sập nhà rồi. Oh man. Quá nhỏ cho thanh niên nào lên chui vô nhà. Sập luôn rồi. Không được rồi, không ổn rồi. Chui vô đây đó, đúng rồi, núp vô đây nè, đó, gốc cây. Có ổn gì không nữa. Không biết cái cây này có mang lại sự sống không nữa. Trời cái này mà nó thiêu luôn ngọn cây là thấy bà luôn. Ê ok. Dưới này có chỗ nấp nè, dưới này có chỗ nấp nè. Yeah. Mày đâu rồi, mày đâu rồi. Đứng như này thôi. Quá, sập cây luôn rồi, sập cây luôn rồi. What the hell. Ở đâu? Ngay chỗ căn nhà nè, dưới nó tạo thành một cái đường hầm ngay dưới này nè. Ủa ta đi xuống nước có chết không ta? Chết, hên xui đi. Chết bà, có nước vậy sao chạy quá. Rồi có cây cầu, thấy cây cầu rồi, ta thấy cây cầu rồi. Mình thấy cây cầu rồi. Yeah, mình chạy đây, mình đang chạy như một vị thần đây. Quẹo trái, sau lưng. Ở bên đây cũng có cái hầm, bên đây có cái hầm, ở bên đây có cái hầm nè. Thôi tao chạy bên đây, tao chơi mình tao. Ủa có hầm hả, bên kia có bên đây có cái hầm luôn, đây. Yeah, vô được cái hầm rồi, yeah, một cái hầm ở dưới đất. Ở dưới đây khá là nhiều hộp. Có chết không trời. Ở đây đúng rộng luôn mày, ở đây đúng rộng luôn á. Mấy em nữa là ăn hành rồi. Quay. Yeah, một căn hầm. Ơi, con qua không được. Một căn hầm. Yeah, sống rồi. Yeah. Ơi, mất nửa cây máu rồi. À, không đùa được đâu mấy gái ơi. Yeah, xong rồi mà. Win rồi, yeah. Trời ơi, tử chứ. Hay quá. Cà. Mày còn sống mà cô. Sống sao không? Ta thấy được căn hầm màu đỏ lúc mà ta đứng bên kia, ta kêu ta kiếm đường qua.
đúng rộng luôn, ở trong nó có đuốc nữa chứ tao mày cắm á. Ô vãi. đâu ra mà liên tưởng từ đây mà ra tới Minecraft kinh vậy. Chứ sao mày chỉ tưởng tượng bay xa. Ở cái map này nó cũng có căn hầm, nó đỏ giống căn hầm nãy tao trốn nè cô, ở dưới cái nhà. Đâu? Ở dưới cái nhà có cái hầm. Á, à, trời má ơi, hú hồn chim én. Trời ơi, bãi nước thải, mém xíu nữa là thấy bà thú quắc luôn rồi. Ủa đâu? Nhảy xuống. Vô đây nè, dưới cái nhà nè, người ta vô quá trời nè. À, ok, vậy thôi để từ từ coi vô, hiện tại coi biết được. À, thì ra là cái này là không? Cái này là obby nè, ở dưới đây là obby. Ồ, có luôn hả? Có obby luôn hả? Ừ, ở dưới nhà đó có cái hầm mà okay, dạy okay. Như rồi, bây giờ mình đã tới vùng đất chết chóc băng giá. Băng giá, mùa đông không lạnh. Lạnh teo, tờ rim. Bại tay bugi, phải lấy nhíp móc ra. Quả nhíp. Tục quá. Ok, vô rồi kìa. Để coi cái thảm họa là gì đây. Ôi, tao hui vậy. Iceland. Metal là gì cô? Metal. Mày ơi, thiên thạch đó cô chứ nó thiên thạch đó, metal thiên thạch đó. Thấy bà rồi. Có cái hang nào không? Kiếm có cái hang. Ê, kiếm có cái hang nào không cô? À, nó bắt đầu nó đổ rồi kìa, chạy nhanh. Rồi, thấy bà rồi. Sao vậy cô? Tao chạy hồi sao tao cũng gặp mày là sao? Có gặp đâu ba, tao chỉ thấy mày thôi chứ đâu gặp. Tại sao lưng á, bên kia nó sập rồi, bậy rồi, không được đi bên kia. Bây giờ mày chạy hướng nào trời, không thấy rồi. Ê, sau lưng mày nè cô, có đứng sau lưng mày nè. Biết rồi. Để tao kiếm có cái hầm nào không? Để tao kiếm có cái hầm nào tao trốn ơi. Thiên thạch vậy là bậy chết rồi. Đâu? Ôi, trời ơi. Rồi, đi. Trời, nó xuyên tường luôn chứ. Ờ, đi theo ba mi dễ bị ăn hành quá. Ăn hành gì ba? Do nó bị lắc chứ bộ. Lắc cái gì? Tao thấy mày đi cái đâu là thiên thạch nó chạy cái đó bủ vây cái đó làm sao mà sống nổi. Rồi, tao thấy cái cảnh là tao hiểu rồi đó. Bây giờ tao sẽ không đứng một chỗ mà tao sẽ đi xào quần ra cái quần. Rồi. Mọi người đều thấy luôn á, coi liếc. Cái lụ đạn. Một phát rồi, hai ba cục nó rơi ngay chỗ thằng ba mi luôn, thiệt tình chứ. Ủa sao tao không thấy cục nào á ta, mà tao thấy tao tự nhiên tao chết luôn á. Chết rồi hả? Bà không thấy nhầm thạch mà tự nhiên thấy chết. Thạch luôn rồi. Quái thật chứ. À, ghê thật. Này đúng. Ủa, rồi, lâu rồi lên voi xuống cuốn nè. Hai ba cục nó đậu ngay trước mặt mày rồi. Trời, nó hương tao hay gì á, tao hình như tao có sức hút với nhầm thạch hay gì á. À, mình bơi luôn rồi. Ôi no. Ôi đừng có bơi. Bơi lên. Ôi vãi. Ôi, chết một rồi. Ôi hút không. Chết chưa? Hình như mày chết rồi. Mày chết rồi. Ủa chưa chết hả? Mày chưa có chết. Ủa chưa chết sao nó chuyển? Nó chuyển nhân vật qua cho các ai biết. Nó sống rồi nè, thấy chưa? Trời, nó sống luôn rồi, cái tình chứ. Không thể tưởng tượng được. Ok, mình đã quên rồi, yeah, hay quá. Không thể tưởng được. Ô vãi, có ai hỏi mày gì kìa? Kìa, có ai hỏi mày gì kìa? Nhập code thử coi, con biết có đúng code này không nữa. Kìa ơi, có người hỏi mày gì kìa? Nhập thử thôi. À, thay cọc mà. Pew. Yeah, hay quá. Ra gì cô? ê, xuống đi obby nè cô. Đây, ở dưới đó thúi lắm á con, đi vô một cái là rớt, một cái là thú quắc luôn á. Ôi, cái này là cục xịt hay là cái này là nước cống. Nước thải ở trong cái ống rớt ra kìa ba ơi, lava đâu mà lava. Nó chết luôn rồi thì cần chứ. Rồi, người kia thú quắc luôn á, đừng ai đụng giống nó, đụng giống nó là thúi quyền năm luôn á. Con không để ý tới được cái đó luôn á. Yeah, okay, vô map mới. Đã thấy cái gì rồi nè. Noel hả? Cầu, wow. Cầu cướp biển kìa. Ma qua thung kìa cô. Cái cầu cướp biển ở đây nữa. Có mà, hồi nãy giờ map nào nó cũng hiện tàu ra hết mà, mày không thấy hả? Vậy là không phải là. Ở đây là đâu vậy? Bắc Cua Island hả? Map này Bắc Cua Island luôn nè. Ai cái này có khi nào mà không chết gì nhờ gì thảm họa mà chết gì bắt cua không? À không, cái đó chết gì ngu quá. Chết gì chạy dại á. Thôi ở chỗ đi. Với cái thời tiết hoa lạnh như thế này nhảy nhiều lúc chưa vô biết thảm họa gì mà. Nhưng mà mày biết thảm họa gì chưa? Chưa, nó kêu go first. Ủa đâu vậy? Ôi ơi nhâm hạch ấy, cái gì rớt cái đầu rớt xuống kìa. Thấy bà rồi. Rồi, thấy bà rồi. Oh man. Ủa mày chết nữa rồi hả? Chưa ba ơi, trù hoài. À, rồi nửa cái máu, cái lụ đạn nửa cái máu. Xuống nước bơi được đúng không cô? Và bị chết mà biết cái lý do tại sao chết. Chưa chết mày. Yeah, tao okay. Bơi được, mừng quá. Lên, đừng có xuống.
Yeah, tao bơi được rồi, tao bơi được rồi. Ok, mình sẽ đứng đây là hết bài luôn, đứng đây là khó chết lắm. Ê, mày đâu rồi cu? Tao đang lặn dưới nước, tao trốn nhầm thạch. Ủa. Ê, này này, tao này, tao này. Vãi. Ngồi đập cái chết hai thằng luôn, tao ngồi tao cười luôn nè. Hai cu. Ngồi nhầm thạch nó đập cái chết hai thằng, tao ngồi tao cười nhăn răng luôn á. Đó, đó. Nó rớt ngay cái đầu luôn kìa. Chết đâu. Em không có chết đâu, khỏi lo. Ừ, hay lắm con. Sát tường đi. Ừ, cứ đứng sát tường đi, không chết đâu. Ngồi chết hai thằng ngồi cười luôn. Bảo đảm đó, đó. Đá đè, đá đè. Trời ơi, đá đè đâu mà đá đè. Đá này đè không có chết. Quay à. Đó, đó, đó. Rụng, rụng, rụng. Quay đứng. Quay đứng. Qua đây, qua đây, qua đây. Mỏng le rồi. Ủa mày đâu rồi? Ta chết cắt rồi. Ê, hên quá, chưa chết. Bị đè. Chưa mày ơi. Chù, khỉ với chù. Đang dưới nước nè. Ủa, dưới nước không chết hả? Không, ta đang lặn dưới nước, ta trốn nãy giờ. Vô đây nè. Yeah, thẳng rồi. Hả? Dưới nước báo mà. Cái lụ đạn chết luôn rồi. Đầu hết. Ủa, hết vàng rồi, hết chán rồi. Thôi em hết hồn, trời, ta đứng xuống nước hết chán, chị như cái bị chết rồi. Vãi, và mày nó chết nhiều quá nên nó quẩn luôn rồi. À, sống nè, hạng 2 chết gì mày. Hạng 2 đâu mà, hạng 2, cái này nó y chang nhau, có cái hạng nào đâu, tao được coi như cái đứng hạng 7 mà trong khi nó cùng hạng hết với nhau nè. Ok, giờ mình sẽ đi lại cái obby thôi để coi cái obby này nó sẽ như thế nào đây. À, Kia đang tiếp tục chơi ngu để cho tắm sình đây, Kia nó đang tắm nước cống. Ok, nhưng mà làm gì có đường nào. Yeah, qua được rồi. Hay quá, trời, easy thôi mà. Mấy cái này easy, trời ơi, được cộng 75 MR luôn, quá dữ. Ghê vậy. Gì? Ồ, được quá trời tiền luôn. Wow. Vô dán. Vô dán rồi kìa. Trời, tao vượt thành công, vượt cả bữa obby thành công, được quá trời tiền luôn nè. Ghê vậy. Rồi được tiền là có xài được không? Được chứ. Ê, có cắp treo đó kìa, có cắp treo nữa kìa cu. Wow. Mấy cục đất này nhìn y chang Minecraft luôn cu. Mấy cục đất này nhìn y chang Minecraft luôn á. Ok, trốn thôi. Mountain Island. Núi hả? Nhưng mà mày biết đi sucker gì chứ? Rồi, double đi sucker luôn. Double rồi, một cái không đủ chết người rồi, bây giờ nó chơi cả hai cái. Thảm họa nhân đôi, đó, giờ tao chui xuống hầm mà tao trốn. Đó, mặc dù chưa biết là gì nhưng mà vẫn cứ trốn trước đi. Ở dưới này có rớt rồi. No. Chơi dại rồi, ok, no rồi. Cái gì? Ủa mày đang ở đâu vậy? Cái gì đèo vậy? Ai, bậy rồi. Ôi, quá. Oh no, rớt luôn rồi. Ủa, thảm họa gì vậy cô, thảm họa gì vậy? Biết thảm họa vô luôn, cha nó bể ơi. Lava lộn, con lũ rồi. Rồi, lũng rồi, rụng ơi. Cái lũ đen, rồi. Ăn cám rồi. Đời nó bế tắc cơ mày. Rồi, có cầu thang. Lên cầu thang. Nhưng mà lên cầu thang bằng kiểu gì bây giờ? Yeah, quá lên tới đi. Rồi, mừng quá. Còn mình tao sống, yeah, còn mình tao sống. Quá sung sướng. Còn ủa trời, vãi kia đâu, cha nó chạy lên nhanh vậy. Vãi kia. Ôi, sắp chết rồi mày ơi, sắp chết rồi, no. Trời ơi, cho đứng nhìn cục cái gì. Rồi, còn mình giọt rồi đó. Còn có mình tao với mày à. Bây giờ, tại giờ còn đúng có 3 thanh niên còn sống sót thôi. Rồi. Còn 2 thanh niên. 2 thằng sống sót. Tao nghĩ là còn mình tao mày. Ê, cái chừng nhà Tâm Thành nó đụng giống cái đầu hai thằng rớt xuống luôn á. Yeah. Còn đúng có 3 thằng sống sót. Nước lặn rồi, nước lặn rồi. Đâu vậy? Còn mình tao mày à. Ủa, còn 2 thanh niên đâu thấy hiện. Ê, cái gì vậy? Lên lại rồi chết luôn, cái lụ đạn cái gì vậy? Trời, cái map gì mà lạng sàn ngầu vậy? Ủa, game gì khốn nạn vậy? Trời ơi, không thể tin được luôn á. Trời ơi, tưởng đâu còn ai thằng còn sống chứ ai vậy, chết luôn. Ồ, đi tình chứ. Còn đúng một thanh niên còn sống, cả mà thanh niên kia không biết ở đâu luôn. À, không biết trốn ở đâu luôn á. Nhìn xung quanh thì không thấy chỗ nào đứng được luôn á. Ô vãi. Vậy chắc cái thanh niên đó là người cá rồi, nó bơi được dưới nước á. Ok, vô đây đi obby nè mày, vô đây đi obby nè. Rồi, có một thanh niên kìa. À, cái thanh niên mà để hình của tao á. Ok. Ấy, mình đã qua được rồi. Ủa, coi lên được level 2 luôn rồi. Quá thơm. Ủa, trên này có gì mới không ta? Trời, mình hồi nãy mình mới vừa qua bên này là mình được cộng quá trời tiền luôn. À, bây giờ mình sẽ đây, để mình bon chen mình vô thử rồi nó có cái gì hot trong đây không? 200 tiền. Ủa, gì đứng đông quá vậy, không thấy đường luôn á. À, chết không... rồi. Chết rồi hả? Thú quắc luôn rồi.
Ủa sao chỗ này có đường qua, ủa đường qua chỗ nào hay vậy mà, ủa thanh niên này qua đường nào hay vậy, quá đẹp. Ôi mình không biết đường nào qua đường đó luôn á. Vô game, vô game kìa, vô game kìa. Thấy rồi. Ủa sao chờ tới hui vậy? Oh wow, đi sắc wow. Này vui nè, đi sắc tờ này mù luôn nè. Con có bạn nhện nữa kìa, có bạn nhện nữa kìa. À Halloween, 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 map Halloween. Ở cái chế độ này giống như chế độ bị mù trong Minecraft nè. Không dám đâu, chế độ shader của mày. Ok. Ui, ui mưa axit. Ui, ôi vãi. Ủa sao lên không được ba? Ok, ok ra là được rồi. Oh, tornado. Tornado là lốc xoáy đúng không? Ừ, lốc xoáy. Thôi để chui vô mạng nhện đứng cho nó cứng. Trời có cái hầm nữa kìa, có hầm sắt ướp ba cặp nữa kìa. Chui vô mạng nhện. Ôi, ôi cái vậy, nó lên rồi kìa. Đẹp mày, trời, đúng đẹp luôn á. Cái gì? Ấy kìa, lốc xoáy làm đúng đẹp luôn. Wow. Ôi, hùng vĩ thật. Không thấy gì hết trơn á. Thằng nó làm mình cũng hứng dễ sợ luôn. Thôi chạy. Lốc xoáy ta thấy nó đang nhẹ dần. Chạy chỗ khác. Có cái đầu bơm kinh nữa kìa cô. Ta thấy rồi, ta thấy nãy giờ rồi ba. Ủa ơi, trời sao mà đông như vậy. Ủa sao cái lốc xoáy đứng có một chỗ ta. Ủa có lỗi không vậy. Ê mày lại thử coi có chết không. Chết tao chơi ngu quá, ta thấy nó mới cuốn nửa lên á. Mày nghĩ đó, cây cối nát bấy hết trơn kìa. Nó di chuyển nhưng mà chậm. Ta núp rồi, chết không thấy tao đâu. Ba nó tới rồi kìa, nó tới rồi, chạy chạy, nó tới kìa, nó tới kìa. Ô, chạy nhanh lên mấy đứa, chạy nhanh lên. Nhanh nhanh nhanh, tao chạy trước rồi. Hên quá, tao bay chạy 4 cẳng tao chạy. Mày chết chưa? Chưa ra, nó dí tao, nó dí tao kìa. Thấy ba rồi, thấy ba rồi. Chết ba mi rồi. Rồi, xuống đây là hết chỗ đi luôn rồi. Đành giữ sức. Cuộc sống mới tắt hả? Rồi, chưa, dạ, sống dai lắm. Ừ, tao dai được cái dai, ừ. Á! Ngoài cái nhỏ ra nó được cái dai nữa chứ. Sao mày? Từ, núp vô đây mấy đứa. Trời ơi, bão nó tới kìa, trời ơi. Nó qua tới nơi rồi kìa. Bão mới hiện lốc xoáy với mày, ủa mắc cười. Đó, nó ra biển rồi, chạy, nó ra biển rồi, chạy, chạy, nhanh, nó ra biển rồi. Nó ra biển rồi, phải chạy liền. Đó, nó cuốn lên kìa. Đừng cuốn tôi, no. Đâu luôn á. Yeah, tao thấy thằng ba mình nè. Tao đang chạy lông nhông. Cuộc sống là phải có nhiều thử thách, hiểu không? Đó, ê. Mày chạy ra đó chì cho nó cuốn mày hả? Mày biết. Coi lại coi cản mày rút cuộc mày đi xuyên người coi luôn. Trời ơi, bá ơi, coi xâm xét nữa kìa. Để coi thấy rồi mà. Có nhà kìa, chui vô nhà nè, chui vô nhà cho ấm nè cu. Chui vô nhà bí ngô nè. Bí ngô vô được đâu, không, ủa vô được nè. Vô được rồi bá ơi, trời ơi. Thì cái tình này, vô đây. Thôi chạy. Thắng rồi, yeah. Ok, dừng clip đi cu. Ok, thì mình với Kia đã sống sót được hết qua rất là nhiều cái thảm họa. Thì mình với Kia sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì bạn nào thích thì nhớ like, share video và nhớ subscribe kênh channel của mình với Kia. Ok, thì nhớ bấm cái chuông cái bên nha. Để nhận nhiều video mỗi ngày nha. Chào mọi người. Bye bye mọi người. That's it, friend? Yes.